Hello, xin chào mọi người. Các bạn ơi, thì đã quay trở lại vlog tiếp theo của bọn mình rồi. Và ngày hôm nay thì bọn mình đang tiến hành là làm đất sét cho phần là chi tiết ngày hôm qua của chúng ta rồi mọi người nhé. Đây, thì hiện tại là góc này thì bọn mình đang tiến hành làm rồi. Bên kia thì vẫn chưa làm tại vì đây là vừa buổi sáng ra mọi người nhé. Thì đây là bắt đầu một ngày mới này. Thì ở đây bọn mình đang bắt đầu là phủ đất sét lên rồi. Đấy, khá là ok. Và trong ngày hôm nay thì bọn mình sẽ làm được nhựa đấy anh em ạ. Ok. Tuyệt vời nha. Ok hè. Hôm qua chú lợn bị bóc phốt đấy chú lợn. Qua bị bóc phốt rồi. Chú làm video trên TikTok bị bóc phốt nha. Nguy hiểm thế nhỉ. Không biết là anh em nào, quay anh em nào xem được cái video bị người ta bóc phốt của mình thì anh em comment giúp mình bình luận giúp mình nhé. Đấy, nói chung là không biết làm sao mà lại để người ta bóc phốt vậy. Chú nhưng mà mình có làm gì đâu nhỉ. Chú không làm gì, chú ăn củ sắn này. Mình chú không cho người ta ăn là chú là bộ là không được rồi. Ăn củ sắn là đấy, mình đang làm này nhưng mà à thì mình nói qua luôn anh em ạ, tại vì bọn mình cũng không muốn gây gua với ai, nhưng mà tức là bọn mình chỉ ngẫu hứng thôi, thì chia sẻ những cái cảm nhận của mình về những cái việc nó xảy ra trên mạng xã hội, và bọn mình cũng chưa lấy hình ảnh của bất kỳ một tổ chức hay cá nhân nào để làm cái video đấy. Mà thực ra thì cái vấn đề mà những cái việc xấu, những cái nội dung độc hại trên mạng xã hội thì chúng ta cần phải lên án, cũng như là phân biệt được đâu là xấu, đâu là tốt, để chúng ta có thể né tránh và tẩy chay những cái nội dung xấu ra khỏi tất cả các nền tảng xã hội, tại vì nó rất ảnh hưởng đến những cái thế hệ trẻ anh em ạ. Đấy, nhưng mà có một ông lại lấy video của mình cắt mỗi đoạn đầu đấy, cắt mỗi đoạn đầu của mình thôi, một vài giây đầu ấy, xong đi làm video kiểu là bảo mình câu view. Mà mình chẳng hiểu luôn là mình lên TikTok mà chẳng cái view TikTok của mình chẳng kiếm được đồng tiền nào luôn, thật sự luôn. Mà bọn mình thấy cái vấn đề bất cập thì bọn mình làm video, và nó cũng là một cái bài học, và hàng nghìn bình luận ủng hộ mình đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Vậy mà có người lại đi lấy video của mình cắt xén thì đấy là đang hại người mọi người ạ. Tại vì những người mà chưa xem bọn mình, chưa xem cái video trên TikTok của mình ấy, thì người ta sẽ như thế nào khi người ta nhìn thấy hình ảnh của mình vẫn như thế đấy, đấy là đang hại người mọi người ạ. Nên là anh em rút kinh nghiệm nhé, thì bọn mình cũng không muốn nhắc đến ai cả, nhưng mà hôm nay là định làm video TikTok đấy anh em ạ, để mình đính chính lại, cũng như là mình phải, tại vì lấy hình ảnh của mình lên mà, thì mình cũng định là vậy, nhưng mà người ta cũng đã không hiểu vì lý do làm sao người ta đã xóa video đấy. Đấy, nên là bọn mình cũng không như gọi là truy cứu nữa. Đấy mọi người ạ. Phải vậy anh em nhá. Không nói nhiều cái vấn đề nữa. Tập trung vào cái vấn đề của mình. Thì ngày hôm nay bọn mình sẽ tiến hành là làm nốt cái vòi này, và chắc là mình sẽ có nên làm bên trong luôn không chứ nhỉ? Một khi thế mà kịp thời gian làm luôn bên trong. Làm luôn bên trong cho nó nhìn cho nó gọn gàng gì. Làm đấy, cái khoang lưng này. Khoang lưng này. Tại vì cái nội thất này nó mấy cái này nó liên quan nhau ấy. Đây thì sáng này chú lại đang phân tích cái đoạn này anh em ạ. Thì ở đây. Mày kéo cái đoạn này nhé. Thì chú lại đang bảo là mình phải ôm ra tới bên này phải không? Từ cái góc đỉnh này lên đến đây là 90 phân. Đúng rồi. Còn đấy, từ góc này sang đây là 81 phân. 81 phân. Nhưng mà từ góc này lên đến đây 90 phân thì từ đây nó phải xuống đến đây nữa thôi. Thì hôm qua là mình là làm cái khuôn này, nhưng mà phân tích mọi thứ thì nó cái ti nó nỉ nhỉ. Đấy thì phải là tới đoạn này đấy cơ. Nó thường xuống. Nặng lắm, một tay nặng hết đấy. Đấy, đây là ti kém. Thôi coi thì bọn sếp tập trung vào công việc mọi người nhé. Thì mình đấy, hôm qua có mấy bạn bình luận bảo là tức là bọn mình ăn củ sắn ấy, chứ là ăn củ sắn, thế là bạn bảo là cái gì cứ tập trung công việc, mọi người âm thầm theo dõi đấy. Đấy. Xin cảm ơn các bạn. Đấy, rất là tuyệt vời cái bình luận hôm qua mình đã ghim trên video. Đấy anh em ạ. Nói chung là mình biết là cái chất lượng của toàn bộ cộng đồng mà yêu quý mình là như thế nào rồi. Nói ít hiểu nhiều, không cần phải gây gua với ai cả. Âm thầm theo dõi, âm thầm mà thấy bọn mình có vấn đề gì thì comment giúp bọn mình. Đấy, mình rất là yêu quý mọi người luôn. Đó. Để anh cứ nhớ một mình cho lòng anh cô đơn. Thế nó xếp rồi.
Đoạn này là cái hút khóa đây anh em. Đoạn này là kiểu sau này nó có một cái càng nó kiểu này cơ. Đây. Hình này. Chỗ này nó khó hình dung nhỉ. Đây này. Rồi. Để khi đóng cửa mà cái lẫy nó cặp vào đây nó giữ lại. Nhưng mà bây giờ mới đang là cái phác thảo về đất sét thôi. Sau đấy mình sẽ cắt. Dán xong composite là sẽ cắt rồi khoét gọt cho hốc hốc này nó cũng hơi khó đấy, nhưng mà mình chỉ dán một lớp mỏng đây xong bên ngoài mình sẽ dán phủ cho nó cứng. Chứ nếu mà dán đầy đây thì nó lại đầy mất cái lỗ rồi mất. Yeah. Đấy. Đây là bờ G của đường gioăng đây. Đó. Không biết cái gioăng ống ở đây không chắc không vừa, nào phải lấy cái gioăng ống mình còn cái nào để lắp vào đây để thử. Mình còn gioăng ống nào nguyên nhỉ? Ừ. Hôm có cái gioăng ống ở đây mà. Đó anh em thấy chưa? Có cái đoạn này vào trong nó uy tín ngay. Nó đã trống hẳn cái khoang này nha. Yeah. Nó liền lên trên này. Mà hôm là mình nhìn thấy cái mé bên trong này gì nó trúng chảy đấy. Trông thấy sâu vào bên lòng trong kia. Nay làm mà vậy nó uy tín ngay. Cái đất này hơi nhão vậy. Đất nó chưa khô lắm. Đất mình tái sử dụng nên là. Đất nó phải gì cơ? Nó phải được ráo ráo cơ. Cái này nó là sau này để gioăng cho nên là mình làm khoảng hơn một phân, phân rưỡi. Xong để cái gioăng ống ấy. Đấy, quy trình làm xe từ đất sét mà ta. Mình làm đất sét thì mình cạo form nó chuẩn hơn. Chứ còn nếu mà làm bằng bìa giấy thì cái form nó không được ok cho lắm. Tôi bị mài nhiều. À, phải mài nhiều. Nó sai nhiều mà. Bìa giấy thì chắc chắn là sai nhiều. Mà đất sét này nó cũng có cái lợi cũng có cái hại. Bởi vì ví dụ như đây này, mình mà cạo mỏng ấy thì một chút, cạo mỏng đi một chút thì nó đây lõm như thế này thì mình đắp cơ, mình đắp giấy là rất khó. Nhưng mình cho giấy lên về một chút thì cơ mài đi cũng chết. Cho nên là làm form thau đất sét này được, nó làm càng phẳng càng tốt thì cơ xong ra ấy, còn gần như là cái đường nhựa nó đều nhau ấy. Hả? Thì tức là cái độ dày, độ dày của nhựa nó đều nhau thì mình đỡ phải mài nhiều. Ừ. Cái này mình cứ làm chuẩn đấy là ok nhất. Ở bên kia em ạ, mình sẽ cho anh em xem bên kia nhé. Bên kia thì ok rồi, nói chung cơ bản rồi, ok cơ bản rồi. Thì mấy chú chó mình đang tập trung làm nên là quay phim mọi thứ lộn mù ấy, tranh thủ thì quay lại cho anh em xem, cập nhật cho anh em xem. Đấy, lúc nãy thì nó còn nhòm nhòm như bên kia thôi, nhưng bên hiện tại ở bên này này, chi tiết là ta thì đây thôi. Ở đây có hai cái ổ nhé, một cái khóa, một cái thì lẫy. Đấy, đẹp chưa? Đây vẫn thô thôi anh em ạ, nhưng mà nó ít nhất nó ra hình dáng rồi. Thì chúng ta sẽ tiến hành là làm nhẵn đi, cũng như làm sắc nét và nhìn chi tiết nào ra chi tiết đấy. Thì sẽ tiến hành là đầu là chiều sẽ phủ nhựa mọi người ạ. Được phủ nhựa đấy. Giờ đến nay kiểu mưa nắng vậy. Đang vừa nắng vừa mưa gì? Yeah. Trời hôm nay kiểu sao á? Vừa rồi có cơn mưa được đổ qua mà lại nắng luôn kìa. Tiết này không. Năm nay mùa đông không thấy lạnh quá nhỉ? Mùa đông năm nay của Khánh Phương ở Kira Phan. Khánh Phương không có lắc luôn. Mùa đông năm nay không lạnh. Cũng may nhỉ. Không có cờ rút này nào, không cờ lạnh. Ừ. Hay quá. Nhìn gì? Mình có không có, mình có cờ rút đâu. Có chứ. Có á. Như tôi lợi. Cờ rút là cờ treo lên xong là rút. Tức là cờ rút. Quay rút. Có khỏe không nhé? Đúng không? Cờ đúng rồi chú. Làm thẳng vào góc thì đừng làm góc vuông.
Phòng góc vuông cơ ván nó bị gọi cái phòng. Phòng đấy. Phòng góc. Vâng, quê cháu làm vuông lên một tí làm bầu lại. Nhưng mà cơ này cứ làm hết mà làm vuông lên thì xong đấy cho mình vuốt cho nó bầu bầu. Bầu lại cơ cân đối tí. Làm lát nữa là chuẩn bị đến giờ ăn cơm ngay mà. Đây đẹp chưa anh em? Có cái bờ này là nhìn nó uy tín hẳn luôn nhỉ. Ra này luôn hả? Khéo là bọn mình làm con bờ này mình làm tiến hành là làm táp ly luôn đấy chứ đùa. Không biết đâu được. Bọn mình nhiều cơ hội mình giở trứng ấy, anh em. Giở trứng bát là làm ngay. Nhiều khi làm xong nội thất mới làm mấy kia thôi. Ừ, nhiều khi lại sơn xong mới làm ấy. Đấy là điều khó hiểu. Cúp sau cũng lâu lắm, cúp sau cũng phải làm một lần. Cúp sau phải mất tuần hai tuần đấy gì? Cúp sau nó có một cái lần bên lần như ngày cúp trước đây kia. Cũng một lần ốp trong vậy. Mặt trong ấy. Ốp trong mặt đen vậy. Nhưng mà cái ốp sau nó cầu kỳ hơn, nó còn đường gió mà, nó còn đường thông gió xuống hai cái chỗ rồi nghe. Cúp trước thì nó có đơn giản. Đó làm bánh này. Đây là ngày xưa làm về làm run. Nặng luôn run này. Nặng luôn run. Đây là gờ doang đấy. Cái gờ doang này phải làm chuẩn. Sau này lắp doang vào nó chuẩn luôn thì ok hơn. Mà mua tìm có doang đâu. Vậy đóng cửa nó mới rầm rầm vậy. Nói chung là làm bằng gioăng thì nó sẽ kiểu giống giống chuyên nghiệp hơn. Giống với xe thật hơn. Bugatti kia mà nếu mà chế một cái lẫy đẩy cửa đấy. À ti đẩy thì khả năng cửa đóng vào nó cũng mềm mại hơn chút. Nghe. Xong là mình làm gioăng ở những cái chỗ kính này. Mấy lại cái kính ấy nó là kính rời cho nên nó bàn nó hơi bị rung. Giá nó mà kính ở trong hộp như con này thì đỡ này. Trong hộp táp ly luôn. Kính nó không có cái mé bên trên này đỡ này. Khuôn đấy. Yeah. Không có khuôn. Con này thì có khuôn. Được cái con này có khuôn. May. Nhìn. Yeah. Con này nó đi có vào. Khuôn thì nó dễ hơn. Nó đi vào khuôn thì nó không rung. Nó quy củ hơn. Mình cho nhiều. Cho doang vào là được. Đất sét ở quê mình anh em ạ, đất trà đấy. Ok, vậy đoạn anh vậy thôi, mình sẽ tiếp tục công việc nhé. Anh em thấy chưa, đây là cái máy mà mình mới chế này đấy, mua trên mạng về, sau đó là một lắp cái ống to này này thì nó bớt thêm một phần bụi đấy anh em ạ. Đấy anh em nhìn xem này. Trong video thì anh em có nhìn rõ không, chứ bên ngoài thì mình nhìn thấy cái luồng khí bụi đấy nó hút vào cái ống này rất là ok đấy anh em ơi, cái ống này thì khá là to. Còn mình thiết kế những cái ống như này này, mình nghĩ đây là một cái bài test đầu tiên của mình thôi, nếu mà khả thi thì mình sẽ lắp thêm vài cái ống như này xung quanh, và cái đầu xả của nó đấy thì sẽ xả vào cái máy của mình nhá, sẽ xả vào cái máy hút bụi của mình tự chế đấy đấy. Và những cái máy này thì mình sẽ đặt bên cạnh này anh em ạ, đặt bên cạnh em thấy chưa, đây 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 nhá, bụi đây đó, bụi đây đó, thấy chưa.
Đây bây giờ đây này. Đấy chưa? Đây là đúng cả luôn này. Giờ nút đấy. Đó là kiểu bọn mình nâng cấp cái thiết bị làm việc mọi người ạ. Cái máy này sẽ khá là khả thi. Đấy, cứ mình làm dễ đấy nhá. Đó thì như này. Đấy, đúng rồi, đúng rồi này. Ôi. Đẹp, thế là mình lấy cho 26 thì sẽ tập trung vào làm ở đấy và mình sẽ đợi sau để xử lý lại. Nói chung chiếc xe của mình ấy phải xử lý lại rất là nhiều những chi tiết nữa mọi người ạ. Bề mặt, nói chung là cái đấy thì nhiều khi mà mình không chia sẻ thì em cũng không thể biết được là cái quá trình cũng như là cái thời gian mình phải làm cho chiếc xe là như thế nào mọi người nhé. Đấy. Thế giới này luôn rình rập chúng ta. Anh em ạ, thì có đoạn mấy ông cứ lên cơn nhưng mà không kịp quay. Đấy, mình để máy quay để xem bắt được vài cảnh không cho anh em xem cái những cái lúc mà chập chờn. À, tỉnh lắm. Nghe ông tỉnh lắm. Oh my god. Ơi chào anh em nhá. Đấy, cái này là buổi sáng mình đã mấy chú cháu đã là vừa làm xong hoàn thiện rồi. Gọi là cái này xem những còn chi tiết nào nhỏ nhỏ mình chị sẽ làm lại. Tí nữa thì làm tí ở gối luôn. Ơi. Yeah. Cái này là mình làm sắc nét bên này thì làm sắc nét lại. Bên kia thì đỡ hơn gì chưa? Bên kia thì làm một đẹp rồi, cái này chỗ này. Quay cho. Đấy. Quay đi. Cái này thì buổi chiều là bọn mình sẽ tiến hành từ đến tối là sẽ phủ nhựa anh em ạ. Từ đến tối là sẽ xong cái công đoạn phủ nhựa nhé mọi người. Thì đây là hình dáng cơ bản đấy, nó sẽ như này. Đẹp phết đấy anh em ạ. Đẹp hơn so với hôm trước. Đấy, mỗi một ngày chỉ cần đẹp hơn ngày hôm trước là được rồi. Mọi người không cần biết là đẹp như thế nào đúng không? Chú Nhi. Đẹp hơn hôm trước. Hả? Lại đẹp không anh em? Đẹp hơn hôm trước là hôm nào? Quá, mỗi một ngày một thay đổi một chút là được. Hôm trước là hôm qua. Còn hôm trước nữa là hôm kia. Còn mà hôm qua mấy hôm kia, hôm kia nữa. Hôm kiết là hôm bao nhiêu? Thôi hôm qua không biết kiết đâu chứ. Kiết lị. Ok, giờ thì buổi chiều chú cháu mình sẽ tiếp tục công việc mọi người ạ. Đấy. Lát nữa mình phủ nhựa mình sẽ quay cho anh em xem nhá. Đấy. Ok chú ạ. Yeah. Nguyên là sơn anh em ạ. Đang sơn rất là bụi nên là phải đi ra ngoài. Lên công chỗ mình
cạo nó chỉ làm phong phong thôi, cơm cái mì rán nó mới ok rồi. Mình nhìn đẹp như vậy. Đấy, nói chung là mình không cần làm mịn quá anh em ạ, tại vì về cái phần này thì để làm xong này chứ nếu mà mình làm liền đến đây thì cơ tháo không tháo. Tháo. Đúng rồi, này, chúng vào này. Gãy. Yeah. Con này mà làm sau. Con nó uốn đến đây. Thế mà làm liền cái này luôn thì sợ mình tháo ra em nó nghe nhau mà nhớ con nó gãy mất. Cái phần này mình để làm sau. Tức là làm dán xong nhựa là mình sẽ tiến hành làm cái này luôn. Vừa rồi em muốn cho nhiều Putin không em? Có. Cho 50-50 luôn mà. Ừ, được. Để cho mình cần nó khô nhanh để mình tiến hành làm nhựa đấy. Để từ đến tối có thể là kịp thì tốt nhỉ. Không 50-50 là khô ngay mà. Ừ, cố gắng để cho nó. Xong rồi kiếm cái khóa để xem thử không có vừa không. Nó làm xong thì mình rảnh rảnh đi tìm khóa đi. Khóa là trước mình bắt đầu phải không? Hết chưa? Cái này chờ cũng nhanh ấy nhỉ, 15 phút nhỉ. 15 phút kiểu liệu khô. Một lúc mới khô được. Nếu mà sơn vào vật liệu bình thường thì khô ngay. Nhưng mà về cái vật liệu đất sét này nó có hơi nước ấy, nó ẩm thì nó cũng hơi lâu một chút. Mình cho ra xăng Putin rồi mọi người ạ, nhưng mà cũng phải mất chờ một lúc nữa đấy. Muốn nhanh khô thì phải Putin. Đấy, mọi người nhìn tuyệt vời. Đẹp chưa? Đẹp chưa mọi người? Đấy nha. Nói chung là cái này mình là khuôn thô này, mình không cần nhẹ nhắn lắm đâu. Đấy, tại vì mình còn cho sợi thì nó sẽ kiểu sần sùi mất. Quan trọng là cái lớp bả bên ngoài với lại bề mặt nó cơ bản là được. Thì bọn mình sẽ làm như này. Sau đó là chờ nó khô thì anh em mình sẽ tiến hành là lên nhựa, lên sợi. Được rồi. Giữa nó có cân hai bên là. Đấy, cân chưa các bạn? Nhẹ. Yeah. Cân nhau là được. Xong rửa cái cốc cái nguồn nguyên ấy. Chứ cái này là mình làm tay, mình làm đâu mình đoán đấy thôi. Chứ không phải là làm theo cái phong cách gọi là đặt in bên này bên kia. Thằng ấy hít sơn nó cười chứ ạ. Thằng hít lại sơn nó cười. Thằng nghiện sơn nó. Chính chúng cái nghiện sơn nó. Mày đâu. Mày dính hệ sơn này lên cơn. Ok nhá mọi người. 15-20 phút nữa bọn mình sẽ gì cơ này, bọn mình sẽ đi làm một số công việc khác nữa. Tí nữa bọn mình sẽ quay lại bọn mình làm nhựa nhá mọi người nhá. Thì anh em ạ, bây giờ thì bọn mình đang tiến hành là phủ lớp nhựa rồi. Đây thì toàn bộ là lớp sợi thủy tinh đã được phủ lên một lớp ở bên này nhá. Bên kia thì chưa phủ, nhưng bên này thì đã phủ rồi. Thì nãy là phải chờ cái lớp sơn nó khô này. Đấy, chờ một lúc cũng như là làm mọi thứ nó ok lại thì bây giờ đang phủ xong lớp đầu tiên rồi. Ở bên mé này mọi người nhá. Đấy, thấy đẹp chưa? Đấy, nó đang ngấn kìa. Đây anh em thấy chưa? Chúng ta không thật sự phải làm nhẵn quá tại vì cái sợi này nó cũng không phải là sợi mịn mà. Thì nó làm như này là ok rồi, nhưng còn mình còn bả mà còn ma tít các kiểu nữa thì nó sẽ ok. Đấy. Như kiểu là nó bong cái sơn bên trong ra chú ấy. Nóng nó chảy sơn mà. Dạ. Yeah. Thì bỏ lại chuẩn bị sang bên kia làm lớp 2. Bên này để ráo bắt đầu. Thì ráo cái này nó phồng ra đấy nhỉ. Xô. Chờ nó ráo hẳn nữa nhỉ. Ráo qua nó cứng vào đấy. Nó chịu ấy. Có làm để ý một chút là lúc nó quay lại nó mới ok. Quay lại làm là lúc nó đè lên. Quay lại thì đè hai lớp cũng được. Nhưng cái này thì tốt nhất là đầu thì phải cẩn thận. Phỏng hết quá. Nó dốc mà. Nó chảy sơn đây. Nó dốc thế nó chảy nước xuống. Nóng nó chảy sơn đây nhỉ. Nghiệm rồi, biết rồi. Cũng không lo lắng lắm về vấn đề này. Giải quyết cho nó hợp lý tốt hơn. À.
quay này vào nhìn khác hẳn luôn. Cái loại khoang xe giữa nhìn đẹp hẳn luôn. Như kia bệ như con xe Bugatti trước là làm cái này vào phát trung đẹp hẳn ngay. Nhìn ra xe vào chút. Mình làm form form vừa vừa thôi, mình không nên làm đầy quá, nó nặng lại thì khó. Cứ làm vừa vừa đầy khoảng 2-3 lớp vẫn cơ ra mình phủ lên nữa là vừa. Mé trong là thôi đấy, mé trong chỗ nào kỵ sắt là để nguyên. Ta làm một vài lớp làm nhẵn đi nữa nè, sơn một là bóng lư. Cái này là carbon mà. Thôi là mình dán để can lên nhỉ. Xe thật nó carbon, nhúng carbon. Cái này mới có nhúng. Cái này làm thì tháo ra nhưng không có nhúng không. Nhúng cũng cả một vấn đề đấy nhỉ. Ôi, có khi được chưa cho thăm bên kia. Chỗ này nó bị không phòng. Phòng cái đấy để gì? Cho hẳn một cái cây thép đó. Cây sắt 6 này. Bây giờ tía khô con rám mới làm tiếp chứ này. Làm nó cũng xu đấy. Ấy giờ thì nãy là làm xong bên kia anh em ạ. Bên này thì cơ này cũng làm xong bên này luôn rồi. Thì bọn mình đang làm xong cái lớp đầu tiên nhé mọi người nhé. Thì chú Lợi với Nguyên đang tiến hành phủ lớp thứ hai đi mọi người ạ. Đây là lớp thứ hai rồi. Đấy. Chúng ta phủ lớp một lớp đầu tiên nhé. Thì chơi hơi mỏng tại vì có nhiều chi tiết này nên là làm phải cẩn thận chút cho nó khô ráo ráo mới làm được lớp thứ hai đấy. Đấy đang khô ráo rồi tiếp tục lớp thứ hai này. Đấy. Nó mình mà làm đè luôn nhiều lớp thì nó bị bong và nó bị phồng. Phồng góc. Phòng ở những cái chi tiết này đấy anh em, những cái đường gầy để phòng lên. Làm chậm chậm một tí đoạn này thôi. Đấy, vẫn bị phòng ấy nha. Yeah. Vẫn bị phòng. Đang làm tiện bên này nhưng đang làm ra bên kia luôn. Ok. Bên kia khô hơn rồi chú. Bên đấy khô hơn mà. Cái này nó khô rồi. Cái này phải nhiều lớp vậy, bờ cửa mà. Cái gì? Dưới đây cứ cứng này, trên đây vừa vừa. Cứ làm sao phù hợp được khoảng 3 lớp, đẹp, 4 lớp đẹp. Như cốp à? Cốp thì 5 lớp. À cái mặt trong á. Cốp ở cái cốp gì? Ở cái cốp cũng 5 lớp rồi. Cốp 5 lớp không bả lên nữa. Đây lặn với Nguyên nhỉ. Chỗ này phải làm dài nè, tại vì mỗi khi chỗ lợn thì mùi dẫm lên là nó cái rủi ro của nó gãy hay là bể rất nhẹ, cao nhẹ nhẹ cân. Nhưng mà ý cái đường đi của nó này. Đấy anh em ạ, anh em thấy chưa, hôm nay thì có cái đoạn đấy thì nó khác hẳn luôn chưa. Tức là đằng trước này và đằng sau này có cái đoạn này ấy, nó ví dụ mình bình thường mình nhìn ấy, mình đã nhìn thấy cái đoạn hốc này này nó trống trơ quá, nhưng hôm nay có cái đoạn này vào nhìn nó khác hẳn luôn anh em nhỉ. Đấy tuyệt vời chưa. Chú lại rất tuyệt vời không? Ok. Hay là mình mai mình bóc này ra xong mình tiến hành là làm luôn bên trong rồi nhỉ? Nếu mà bóc ra thì có khi đâu rồi phải lấy form ở đây. Ờ biết rồi. Làm bên trên lưng này xong rồi che cái khoang động cơ đi nhỉ? Ừ. Cái lưng đấy mình lót làm gì chú? Composite luôn. Composite đấy. Không, ý là mình làm khung của nó ấy. Khung thì bây giờ cũng phải mách thôi, cái tấm này rộng quá thì mách luôn. Đốt. Phát ra một cây ngang trên này là đỉnh. Xong khoang ở đây xong bắt đầu đỡ dưới này là sau này mình vào bắn vít vào nó. Cái màn luôn nhỉ. Che lượn lỗ cơ đi nhỉ. Cái này rắn, cái này thẳng không có gồ ghề gì không chú nhỉ. Sau này. Cái này nó có đường vầy xong nó hơi hõm vào vầy này. Nó kiểu lõm theo hình ghế đấy. Vậy mình muốn mách khỏi phải giá đắp đất sét nhỉ. Đắp đất sét chỗ nào mà nó bị gờ mấy thì nó mịn luôn nhỉ. Nó hơi ướn chứ nó không phải thẳng căng đâu. Nhưng mà về luôn là một mách mà. Thì muốn mách gì nhỉ? Mách 108. Hơi ướn theo hình form ghế đấy. Để có cái điểm để ghế nó ngả này nhỉ. Đây nó còn một cái gì? Yên ngựa. Yên ngựa nữa. Yên ngựa con này nó thật khoảng 20 phân đấy. Đây yên ngựa đây, đỉnh cao của nó yên ngựa này. Chỉ khoảng 15 10 mười mấy phân thôi, còn bề ngang nó 20 phân thôi. Yên ngựa con này thấp ấy. Bảo cái đống điện đó phải vào đi, nhìn cho nó gọn gàng nhỉ. Yên ngựa thì
Im ngựa thì đuổi này nít này. Không, mai cái mình dám lót thì cái gì bị lồng dưới ấy. Chống dính ấy. Một là vậy, hai nữa là pha bả vào phun sơn trong thổi vừa trung tính. Có tờ giấy nữa đây. Mà làm cái lưng nữa thì nó nhìn nó gọn gàng hơn luôn anh em ạ. Cái này. Ừ. Vì cái pin kia bị làm sao anh em ạ? Đấy, mình đang bảo là sau này là cái ngày mai nếu mà có thể mình sẽ làm luôn đoạn này đi thì che cái khoang động cơ đi, nhìn nó uy tín hơn. Nhìn này. Nó liền mạch dần đấy. Mình cứ làm cái chi tiết gỗ khuôn nhựa lớn lớn đi nhỉ, xong quay lại làm những chi tiết nhỏ nhặt đấy, góc cạnh các thứ nhỉ. Chung quy là nếu mà làm được sau này thì mai buổi sáng chưa nên tháo cái này, mình phải để cái này để làm form trước. Mua mấy người làm anh luôn. Làm xong form gỗ đấy, à làm xong form sắt đấy thì bắt đầu mình vất cái này ra, xong rồi dán lại kia. Chứ còn nếu mà hễ mà làm được thì làm được xong cái này không dán vào đây, không dán cái này thì nó khớp luôn. Nhưng mà vậy thì nó lại cái thời gian làm cái này nó lâu này. Cái này làm lâu hơn cái mảnh này, lưng này. Mảnh này nó hướng lắm gờ lắm cạnh. Mảnh này cần chi tiết nhiều lắm. Cho qua bên kia chú nhỉ. Đấy là qua ba lớp của đấy nhỉ. Ừ. Qua bên kia làm hai lớp nữa là ok. Mình nghỉ thôi, tối rồi. Sắp 9 giờ rồi anh em ạ. Sắp 9 giờ nghe kinh quá nhỉ. Cái này không phải của làm góc được ấy. Nó nhiệt mọi thứ. Mọi người nhìn đi tín hẳn luôn. Đoạn này không phải là nói đây là nó đoạn này nó hình về đâu mọi người. Đây là sau mình sẽ hàn cái mảnh lót gioăng ấy. Nghĩa là cái mảnh chìa ở đây ra này. Thì nó nối vào đây luôn. Xong cái gioăng là nối từ đây là đi đè lên cái đấy luôn. Đây, ví dụ như bên đây này. Đấy, chứ không người mà mọi người bảo sao lại thấy lại thò mỗi cái điểm này nữa đi. Bởi vì cái điểm này nó đến đây hết mình dán lên nữa thì nó bị hỏng mất. Để đây để nuôi, để đón nó theo hình này luôn. Chú ơi, có ghim không? Ghim cái này mà chú ơi, nó bị bắn hết đâu. Đâu? Đây, một đống cái đi. Này mày gập vào mà cắm. Bên này tao cũng phải bỏ năng trong ghim chứ mà hỏng. Phòng lên là phải ghim nó lại ngay. Vẫn chưa gớt lắm, vẫn chưa khô lắm tại vì kiểu thời tiết mùa đông á. Đúng rồi. Mùa đông này không lạnh. Mà cho nhiều chất cứng thì nó sẽ bị giòn đấy. Nó không bền, giảm tuổi thọ anh em ạ. Cái nhiều chất cứng quá nó giòn, nó cháy. Nó nổ đột đột ấy. Kiểu phản ứng hóa học của khó lắm. Cái này mọi người cũng khó tìm lắm, bùng tí. Khép đây này. Rồi. Nó phỏng ấy nha. Ôi. Sau khi mình ghim thế này nó không bị phồng lên. Cho mình phủ được lớp 2 lên là nó tự cứng. Cái này nó có một cái gờ mọi người ạ. Đây là từ vỏ ra đây nó có một cái gờ. Thì mình cũng làm theo đúng form của nó luôn. Hiện tại nó phồng ra mất gờ. Ừ đấy, nó phồng ra mất gờ. Con này nó chỉ còn gờ năm mấy thôi, còn gờ 63 là mất rồi. Nguyên thích. Nguyên đang thích gờ 63 mọi người ạ. À có bạn hôm nọ bổ thách chú làm gờ 63 đấy. Còn số 3 này hơi có nhỉ. Đó, thời gian nữa. Mình làm một xe nào thế? Cả team làm xe nào chú tâm vào cái xe đấy cho nó đàng hoàng đã mọi người. Rồi tính sau phải không? Ừ. Xong rồi sau này ví dụ như G63. Xong con xe này đấy thì gần xong đấy thì bắt đầu anh em lên có cả có ý kiến bình luận đấy. Là làm một con xe nào đấy. Thế là mấy chú cháu khả năng lại xem xét rồi tham gia đóng góp ý kiến của mọi người không muốn chúng ta là tiến hành vào đó nhỉ. Nhưng giờ thì làm con xe này bọn mình phải chú tâm vào đó. Càng đẹp càng tốt.
ok thế, nói chung là đây là được rồi. Thì mai nhá, mình làm nốt cái phần lưng là đẹp luôn. Lâu khô quá, nhìn cái này kiểu lâu khô. Từ mấy hôm nay thì gió mùa mày phát là bị luôn. Cái chết này nhiều gió mùa đông bắc về nhỉ. Kiểu như khó hiểu thôi. Ảnh hưởng thời tiết. Hay là nó cũng ảnh hưởng của World Cup ấy. À mấy chuyện. Thôi, anh em ạ, nói chung là vậy thôi. Thì đây là cái chi tiết nếu mình đã hoàn thành được hình dáng của nó thì anh em thấy thế nào. Còn đâu thì ngày mai mình sẽ làm tiếp cái đây đoạn là lưng sau mọi người nhé. Nhưng mà với bọn mình nhìn thấy là nó tạo một cái sự liền mạch thôi. Cũng như là bình thường mình nhìn ánh mắt của mình vào đây thì nó sẽ có một cái lỗ rỗng này, nhìn thấy bên trong này, cũng như là nhìn thấy cả cái viền này này, thì nó sẽ không có theo kiểu một cái mô đun. Nhìn đây có cái kiểu này giống cái mô đun hơn, nhìn nó hoàn thiện hơn. Đây em thấy chưa? Đấy, không biết thì anh em có ý kiến thì comment thì dưới phần bình luận giúp bọn mình nhé. Trời khá là tối rồi, bây giờ thì cháu mình ra đi pha nhựa một chút nữa. Rồi thì trời tối rồi, mình cũng chuẩn bị thêm một hai lớp nữa thôi. Tại vì cái nhựa nó khá là nhựa khá là lâu khô anh em nhé. Này ghi mà được, không cần làm gờ to quá ra đâu. Ghi không được quá. Gờ đi ấy, gờ 63. Gờ chỗ này nó cứng lắm. Ghi mặt là... Ok. Trời tối này mọi người ạ. Bye bye mọi người nhé. Nói chung mình tối om tới mù nhé, không phải là bình thường đâu. Để tập trung làm một tí là về ăn cơm mọi người ạ. Bye bye.